Minh Thúy xin kính chào quý vị hôm nay thứ Sáu, 22 tháng 11, 2024. Đến với VATV hôm nay gồm có chương trình 50 Years After the Fall of South Vietnam và nhạc lá bồ đề. Kính thưa quý vị, 30 tháng 4 năm 1975 là một tiếng sét đối với tất cả những người miền Nam Việt Nam. Đây là giây phút dằn vặt của những câu hỏi, nên ở hay nên đi? Đi thì sẽ ra sao? Và ở thì sẽ phải chịu đựng những gì? Những câu hỏi dằn vặt đó còn sâu xé trong tâm tư hơn khi cả hai đường đều mờ mịt và quyết định nào cũng đẩy các nạn nhân về những con đường nghiệt ngã như nhau. Trong giờ phút quyết định hệ trọng, đi hay ở, hai ký giả chiến trường vừa là đồng nghiệp, vừa là bạn đời tri kỷ, vừa là vợ chồng, cùng chứng kiến những cảnh hải hùng như nhau, nhưng lại có hai quyết định ngược hẳn nhau, với những lý do vững chãi như nhau. Cả hai đều tin rằng mình quyết định đúng và điều cố thuyết người bạn đời của mình đồng ý với quyết định của mình. Trong gia đình ký giả Vũ Thanh Thủy, cuộc bàn cãi triền miên liên tục về một quyết định chung là một cuộc bàn cãi không rõ rệt. Điển hình như những cuộc bàn cãi thường thấy của con tim và lý trí, của thực tế và lý tưởng, mà là hai cái nhìn khác nhau của hai ngã rẽ phân ra từ cùng một con đường chính. Ký giả Vũ Thanh Thủy tin là mình không sai, nhưng không thể thuyết phục được ký giả Dương Phục là chồng của bà. Bà đỡ đối phó như thế nào với những giằng xé trong tâm tư bất khả giải quyết đó? Quyết định cuối cùng của ký giả Vũ Thanh Thủy đã dựa vào cả lý trí lẫn tình cảm. Những điều đó vẫn không có nghĩa là bà tin chắc đã quyết định đúng hay sai. 50 năm sau, khi duyệt lại quyết định vô vàn khó khăn đó, dường như ký giả Vũ Thanh Thủy vẫn có cảm tưởng nếu như quyết định lại, bà vẫn có thể quyết định như cũ. Tại sao sau 50 năm suy nghĩ và với những dữ kiện đã rõ ràng trong cả hai hướng, bà vẫn không thể khẳng định được một quyết định có thể nhiều người cho rằng tương đối rõ ràng trong trường hợp của bà? Phải chăng ký giả Vũ Thanh Thủy chưa bao giờ bước qua khỏi làng biên giới truyền thống Khổng Mạnh hoặc Công Giáo để trở thành một phái nữ bình đẳng theo đúng nghĩa cân đo của sự bình quyền trong suy nghĩ? Và tình cảm như những người tranh đấu cho nữ quyền vẫn đòi hỏi, hay do một lý do gì đó sâu thẳm hơn? Mời quý vị theo dõi phần 6 chương trình 50 Years After the Fall of South Vietnam với ký giả Vũ Thanh Thủy do Phan Lê Dũng, Võ Thành Nhân và Minh Thúy thực hiện. Như vậy là khi mà cộng sản vô biệt, chị mô tả cái ngày mà cái ngày mà chị biết là miền Nam đầu hàng, như là sau như ông Dương Văn Minh, tức là những cái điều này, như chị lúc trước là chị vẫn tưởng là không bao giờ có những cái ngày như vậy. Bây giờ cái ngày đó đến thì cái ngày hôm đó chị nhớ thế nào? Cái ngày hôm đó tôi nhớ là gia đình tôi trước đó là gia đình tôi trừ tự này, ba tôi và các anh chị em tôi đã có cái danh sách để mà được di tản. Tại vì ông anh rể tôi làm việc trong ban liên hợp quân sự bốn bên, anh cũng là giáo sư trường sinh ngữ quân đội. Thành ra anh đã làm cái danh sách cho cả đại gia đình cùng đi. Nhưng mà chưa kịp đi thì mất nước. Thành ra đến ngày đó, thì ba tôi mới đưa cả nhà đến trung tâm Đắc Lộ, là cái nơi mà của dòng tên, các cha dòng tên, có rất nhiều các cha ngoại quốc đang làm việc ở đó, thì ba tôi nghĩ đến đó sẽ an toàn hơn. Có những người ngoại quốc có thể họ sẽ được bốc đi. Tại ba tôi luôn chủ trương là thà chết chứ không có bao giờ ở lại với cộng sản. Ngay khi tôi còn nằm trong nhà thương đó, ba tôi đã bảo thuyết phục rồi, thuyết phục là tụi con đi cùng. Nhưng mà bên gia đình chồng tôi đó thì lại mấy anh còn kẹt lại, tất cả các anh đều ở trong quân đội. Anh thì ở Phước Tuy, anh thì là các anh đều ở trong cái ngành quân pháp. Đó, người thì ở Phước Tuy, người ở Cần Thơ, người ở Nha Trang, người khác ở Biên Hòa. Cho nên là với lại anh Phục, nhà tôi anh là một cái người báo chí tôi cứ gọi đùa là anh sinh ra là một người ký giả trước khi là một con người. Tại vì anh ấy đặt cái lòng yêu nghề nó lên đến cái cực độ. Anh bảo trong cái lúc mà đất nước như thế này mình phải ở lại chứng kiến lịch sử.
từ trước đến giờ mình toàn nhảy vào những cái chỗ mà người ta nhảy ra, tại sao bây giờ mình lại đi? Thành ra không có. Mà ba tôi thì lúc nào cũng năn nỉ đi theo, nói tụi con ở lại, con không thể nào sống nổi, con có thể sẽ bị họ giết, con sẽ thế này thế kia đủ thứ hết. Nhưng mà tất cả những cái điều đó cũng không có thuyết phục được nhà tôi. Thành ra sau đó thì rồi thành ra khi mà trên cái đường đi đó, ba tôi chở xe cho cả nhà đi vào đó, trên cái đường đi trời ơi, thì tôi thấy lúc bây giờ xe tăng cộng sản nó bắt đầu vào. À, khi mà tôi nghe cái lời hiệu triệu, cái lời kêu gọi của ông Dương Văn Minh á, thì tôi thấy nhục nhã vô cùng á, tại tôi không bao giờ tưởng tượng được rằng một người Việt Nam nào có thể đầu hàng thật sự như vậy. Không có nhân danh cái gì cả, đừng có nói nhân danh để cho khỏi đổ máu, để mà cứu vớt thành phố Sài Gòn, để cho người dân miền Nam không đổ máu. Người dân miền Nam đã đổ máu bao nhiêu năm qua rồi, và bao nhiêu người đã đổ máu rồi. Bây giờ mình là ai mà mình lại từ chối đổ máu, nhân danh cái chuyện không đổ máu để mà đầu hàng. À, tôi không có hiểu rõ hơn, sau này tìm hiểu lại thì tôi biết rằng mình có muốn chiến đấu cũng không nổi nữa, tại vì đạn dược không còn, ấy không còn. Nhưng mà lúc đó trong cái tâm trạng của một con người, tôi đang nói như là một với tính cách hoàn toàn cá nhân tôi thôi á, thì tôi thấy tủi nhục vô cùng. Tại tôi từ khi ra mặt trận tôi vẫn thấy rằng thà mình chết mà chết một cách cao quý còn hơn là mình sống mà mình sống một cách nhục nhã. Cho nên cái điều đó là một cái điều mà làm cho tôi thấy là hoàn toàn là sụp đổ rồi. Coi như bây giờ mình đang sống trong địa ngục, không còn tương lai, không còn một cái gì nữa hết. Đến cái độ mà khi mình đi qua cái xe tăng của Cộng sản đó, tôi phải nhìn đi hướng khác, tại vì tôi nghĩ tôi nhìn họ chắc cái mắt tôi nó tóe lửa ra mà có thể họ bắn tôi. Ý nghĩ rất là, nghe rất là kỳ cục, trừu tượng, nhưng mà thật sự như vậy. Như vậy thì là chị đã tiếp xúc với những người Cộng sản trong những ngày chiến, và chị nói chuyện với chị là chị về một khía cạnh nào đó chị đã hiểu ít nhiều cái xã hội của họ là như vậy. Nhưng mà tại sao anh Phục lại không thấy như chị, mà tại sao anh lại muốn ở lại? Tại vì anh Phục, anh là một người đặt cái nghề báo trên hết mọi cái khác. Anh cũng biết trong những cái ngày chót đó cũng dẫn có rất nhiều nhà báo ngoại quốc họ nhảy vào Việt Nam, họ muốn chứng kiến lịch sử. Với lại phần khác nữa đó, mẹ và các anh của anh còn ở lại. Và anh nói rằng cả hồi đó là mấy chục triệu người dân Việt Nam, miền Nam họ ở lại, họ sống được. Mình cũng là người dân miền Nam, mình hãy chia sẻ cái số mệnh của đất nước. Chứ không phải là cái nhìn hay không nhìn, anh nhìn ra Cộng sản chứ. Nhưng mà cái liều mạng của anh là cái, ồ mình có chết thì mình cũng chết vì cái sự chia sẻ với đất nước của mình, định mệnh của mình. Tức là chị có nói chuyện, anh chị có nói chuyện với nhau về cái chuyện nên nào nên nói, đi? Không những nói chuyện mà gần như là nghĩa là gây co với nhau rất nhiều. Tôi nói rằng trời ơi, tôi mà không có gia đình tôi sẽ không sống được, không có cha mẹ tôi không sống được. Đó, nhưng mà anh nói, nhưng mà tôi cũng là một người ký giả, tôi cũng có cái lý tưởng của tôi. Tại sao mình bỏ đất nước tôi ra đi, mình sao nó mới nói mình làm cái gì, mình sống làm cái gì, mình chỉ là một người ăn ấy ở nhờ thôi, chỉ một người đi. Có những cái quan niệm khác biệt như vậy. Tôi thì tôi nghĩ tôi ảnh hưởng rất nhiều từ ba tôi, là không thể sống với Cộng sản. Và tôi cũng nhìn ra cái sự tàn ác của họ qua vụ Tết Mậu Thân. Đó, rồi khi mà tôi tiếp xúc với các minh Cộng sản đó, thì không những tôi không ghét họ, không có thề thù hận họ, tôi còn thấy thương họ, tội nghiệp họ. Tại họ hoàn toàn không biết một cái gì cả. Cho nên mình thấy, nhưng mà mình không thể nào sống được với cái sự dốt nát đó. Bây giờ tưởng tượng những người đó cai trị mình, làm sao mình sống được. Tức là chị nhìn thấy vậy rồi, nhưng mà chị vẫn là bởi vì theo chồng chị ở lại. Một phần là tôi không nghĩ tôi ở lại vì cái nghề báo chí. Tại lúc bây giờ tương lai của đứa con của tôi là cái quan trọng nhất. Mà tôi biết ở đây thì nó là địa ngục, nó sẽ không có tương lai. Rồi cha mẹ tôi cũng rất là quan trọng. Nhưng mà có lẽ tôi vẫn ảnh hưởng cái văn hóa Việt Nam, rồi lại theo đạo giáo của tôi nữa. Đã lấy chồng á, thì mình phải theo chồng. Mình chia sẻ cái đó. Cái quyết định nó có thể ngu dại, có thể sai lầm trong mắt nhiều người, nhưng mà đối với tôi nó là quyết định đúng, nó là một cái chuyện đúng phải làm. Tại vì tôi biết cha mẹ tôi, mặc dù ba tôi bảo là con đừng có điên cuồng như vậy, con cái lý trí con để đâu, con phải tỉnh táo, đừng có để cái điều đó nó lớn lớp. Nhưng mà tôi biết rằng đó, nếu mà tôi quyết định đúng như tôi ở lại theo thì ba mẹ tôi vẫn hiểu và thông cảm cho tôi. Còn nếu mà bây giờ tôi dứt áo ra đi đó, thì là tôi nghĩ suốt đời tôi sẽ không có sống yên được khi mà chồng tôi ở lại.
tại tôi biết anh sẽ ở lại. Tức là mặc dù chị có quyết định đi nữa, anh vẫn ở lại. Ba tôi cứ xúi là nếu mà con để cho Phục biết chắc chắn là 100% con sẽ đi thì Phục sẽ đi theo con. Nhưng mà trọng cái tinh thần dân tự do anh. Tôi nói nhưng mà khi đó anh sẽ đi với một cái tâm trạng bị cưỡng ép, bị áp lực, cưỡng ép ra đi. Con không muốn sống với nhau như vậy. Trở lại cái quyết định đó, bây giờ qua đây chị có nghĩ là anh hối hận về quyết định đó? Cái điều này thì chắc phải hỏi anh. Riêng với chị. Chắc tôi sẽ để cho anh thấy cái quyết tâm của tôi sẽ ra đi. Nếu mà tôi sẽ để cho anh thấy cái quyết tâm của tôi sẽ ra đi. Nhưng mà tôi vẫn không biết rõ được nếu mà anh vẫn quyết tâm ở lại thì cái phút chót của tôi là như thế nào thì tôi không biết. Nhưng mà tôi sẽ mạnh mẽ hơn. Tôi sẽ không có tôn trọng cái tự do của anh. Tôi tôn trọng tự do, tôi không hề áp lực, không hề ép. Tôi chỉ bảo là tôi muốn ra đi thôi. Nói anh bảo anh muốn ở lại. Về phần còn mẹ ấy. Nhưng mà cái tình gia đình cũng mẹ anh. Nếu mà tôi yêu gia đình tôi thì anh cũng yêu gia đình anh. Mình đâu có cưỡng ép nhau được. Nhưng mà tôi nghĩ rằng nếu mà ấy trở lại thì chắc tôi sẽ cưỡng ép cho đến cùng. Rồi có thể cuối cùng thì tôi vẫn làm như vậy. Nhưng mà ít nhất mình có sự chuẩn bị tinh thần. Tại vì tôi vẫn biết là cộng sản là tàn độc, nhưng mà tôi không có ngờ nó đến cái độ như vậy. Mời quý vị đón xem phần 7 chương trình 50 Years After the Fall of South Vietnam với ký giả Vũ Thanh Thủy, sẽ được phát hình vào tối thứ 6 ngày 29 tháng 11, 2024.